Hello, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xin kính chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác gần xa nhé. Xin kính chúc mọi người một buổi tối thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc nha mọi người. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 2020 thì cửa hàng xe máy Thanh Đoàn về rất là nhiều xe luôn. Mình xin phép được review một số xe mới về tại cửa hàng để cho tất cả anh chị em, cô dì, chú bác gần xa tham khảo nhé. Hôm nay thì đã rất có rất nhiều khách từ xa gần tới ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Có nhiều cô dì chú bác tận ở ngoài Bắc cơ cũng mua xe ủng hộ. Xin cảm ơn tấm chân tình của tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhá. Và nếu như mọi người yêu thương và quan tâm thì có thể tới trực tiếp cửa hàng xe máy Thanh Đoàn theo địa chỉ là số nhà 465 đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Hoặc mọi người có thể liên hệ theo số điện thoại của em 0967424911 cho mọi người. Còn cái số mobile của chồng em thì đôi khi ông đi ra ngoài nhiều nên là cái xác suất mà nghe được hơi thấp, nên là mọi người có thể liên hệ hai số này. Nếu số này không liên hệ thì có liên hệ số này. Và đặc biệt trong quá trình nếu như mọi người kết bạn Zalo mà em kiểm tra tin nhắn hoặc là trả lời không kịp thì mọi người cũng bỏ qua cho em. Tại vì do số lượng mà khách kết bạn Zalo rất là nhiều luôn, và hiện tại thì đã đầy luôn, nên là có khi nhiều anh chị em bạn bè kết bạn là không được, thì để tối nay về em phải tìm tòi để em làm sao mà để cho nhiều anh chị em bạn bè kết bạn để mà giao lưu được các loại xe ha. Thì bây giờ không có nói nhiều nữa, em sẽ đi vào quay xe. Và hôm nay thì về rất nhiều siêu phẩm luôn, mọi người phải nhanh tay lên nhé mọi người. Đây, xa xa bên kia là có khách mua xe. Hiện tại là những chiếc xe này vừa về xong, là một số con là đối, một con là em mua trực tiếp, và một số con thì em đã rửa, và một số con thì em chưa rửa được. Nên là có thể quá trình quay có những con nó sạch đẹp, nhưng mà cũng có những con là đồng rất là dơ luôn. Thì mọi người thông cảm cho em nhé, chứ không phải là báo xe máy Thanh Đoàn bán toàn xe dơ không nhá. Tại vì là do không có thời gian luôn, mà em tranh thủ em quay nhanh cho mọi người cùng xem. Thì trước khi mà em không được, trước khi review những cái dàn xe ở đây thì em các loại xe ở đây thì em để đi review qua một vòng này. Hai con này, một FI này, một Acelo siêu cọp nha. Tiếp tục là một chiếc FI này, một chiếc AB này, một chiếc Sirius này. Đặc biệt là có một chiếc xe này nhìn dơ dơ bắn bắn này thôi, chỉ SH ý đấy mọi người ơi. Em đổi vừa đổi xong đó, một AB FI tiếp tục về đổi này. Cái kia là Sirius này, 2E150 này. Rất là nhiều xe mới về luôn. Anh báo khách chạy ra ngoài này mà thử xe này thoải mái này. Hiện tại thì bây giờ là tầm khoảng 7 giờ tối thì khách nhưng mà vẫn đang có rất đông luôn. Vì khách quen nhất này. Mấy anh chị này là mua rất là nhiều xe luôn này. Mua 4-5 chiếc ở đây luôn này. Hai anh chị ở Bình Phước. Và bây giờ thì em không để mọi người chờ lâu nữa, mình sẽ review từng chiếc xe nhá. Một chiếc là con này thì hôm qua em review sai, là do vội vàng vàng. Bây giờ này rửa xong một cái đẹp mộng mơ luôn, rồi như ngọc trinh luôn mọi người ơi. Đấy, còn zin nguyên zin đét luôn nha mọi người. Đời 2017, bây giờ bán giá 11.800.000 đồng. Em nói bỏ tiền túi ra 23.500.000, 24 triệu. Mà có một FI bây giờ em bán 11.500.000, rồi em nói thật đỡ được mười mấy triệu bạc. Không tội gì em mua xe mới, em nói thật mọi người đấy. Tại vì bán ở đây đa số là mình cứ hiểu đơn giản thế này, không phải là ai cũng có tiền nhiều để mua xe mới. Đặc biệt em bán đây hầu như toàn anh chị em dân lao động nghèo, rất là nghèo và cực khổ luôn. Nên là mọi người ơi, không cần mua xe mới góp làm gì, hãy đến cửa hàng xe máy Thanh Đoàn sở hữu con này cho em đi. Nó quá rẻ luôn mọi người, đẹp lắm, em nói đẹp thật sự luôn á. Mà ví dụ như anh chị em bạn bè mua xe mới bảo hành 6 tháng, ở đây em mua bán xe cũ em vẫn bảo hành 6 tháng tới 1 năm luôn. Không tội gì phải đắn đo suy nghĩ, đặc biệt là đối trong vòng 1 tuần, đặc biệt cho chạy thử này. Nhiều khi xe mới là mua con nào là phải chạy xe đó nha, nhiều con bị lỗi đâu có được đổi đâu. Còn đây xe máy xe cũ nha, cho chạy thoải mái, test thoải mái luôn, test cả tuần lễ luôn, không ưng xuống đổi con khác. Đặc biệt là đây là uy tín, xe nào rin còn rin, xe nào làm rồi nói làm rồi, không bao giờ mà lừa dối khách hàng được. Cái tâm của mình nó không cho mọi người, nên là mọi người hãy nhớ like, chia sẻ và đăng ký cho em thật nhiều nhá, để có những vị khách mà ví dụ chưa có tiền nhiều mà đi mua góp thì phí lắm. Đây này, chỉ có 11.800.000 đồng là có một Sirius siêu phẩm mà đi mà để chạy rồi này. Đời 2017 luôn nha mọi người. Em nói thật nó đẹp lắm, cái màu đỏ cực đẹp luôn, em nhìn em mê luôn mọi người. Bây giờ là coi biển số xe. Chìa khóa thì tại vì em đấy RAM sửa mất nên em cắt hết, bây giờ không có thứ máy được. 73H130941 nhá. Rồi và đây, em ơi sao em cọp thế. 59U1825588.
Đây là đoàn quân đi chơi về này. Hiện tại thì em về một siêu cọp nha mọi người. Cọp là con khác, con siêu cọp. À để em nói cho mọi người luôn, thực ra là em không phải bố. Có một anh nhắn tin bảo em ơi em đừng nói bố láo về khách ghét em, không ai mua xe cho em đâu. Thực ra em nói câu gì em cũng không bố láo đâu. Mà cái này cái câu quen dùng với mấy người trong thờ, trong cái thờ mua bán xe máy mọi người. Đó, ví dụ báo là ừ xe này cọp dữ này kiểu vậy đó, là tức là xe nó đẹp. Nhiều anh chị em nhắn tin hỏi ủa cọp là cái gì vậy bà Hiền ơi. Hoặc là có khách báo trời ơi em bán cho em tào lao, em còn nói tào lao và không ai mua xe cho em đâu. Mọi người thông cảm nha, thì bữa nay em không nói cọp nữa nha, em nói là xe đẹp ha. Tức là cọp ở đây em nói là có những cái xe mà tuy là đi 5, 7 năm hay là 10 năm nhưng mà cái độ đẹp của nó rất là đẹp luôn thì em nói vậy. Thì bây giờ em nói này, xe này còn rất chi là đẹp luôn, không phải cọp mà đẹp nha mọi người. Đây cái phuộc, em không hiểu nổi là cái khách này học khí tới mức nào. Cái chỗ này mà còn dán keo luôn nha mọi người. Chưa bao giờ em gặp cái xe nào mà phuộc dán keo luôn á, cực kỳ là kỹ luôn. Đầu xe này, đây này, đây là còn dán một lớp keo cho lột, đây mới lột đây này. Nó đẹp từng chi tiết, nó đẹp, nó hoàn hảo cho một con xe luôn. Ôi, để xe rồi tí mẹ đấy vô cho, con đi vô trước đi. Con để đón lăn mẹ đấy ra. Con này nó đẹp từng cm luôn nha, anh chị em không mua, không biết mua xe gì luôn. Con này em sẽ bán giá 13 triệu đồng. Đoàn bộ đang dán keo này. Toàn bộ đây đang dán keo luôn. Em đang quay ở phía ngoài đường, nó hơi ồn nha mọi người. Hơi ồn một chút nha. Toàn bộ đây là đang dán keo này. Em mới đây là em lột rồi này. Đấy. Quá xuất sắc luôn. Đúng 13 triệu đồng cho một chiếc Acelo, em không bớt đâu. Em nói thật nó đẹp lắm, nó đẹp hoàn hảo luôn. Đẹp không tì vết vết đấy. Cuộc còn dán keo là mọi người biết cỡ nào luôn. Rất là đẹp. Màu này cũng ngót luôn. Đúng 13 triệu em mới bán, mọi người đừng có che đắt ra tiền nào của đó thôi. Xe máy Thanh Đoàn Acelo 9-10 triệu cũng có xe đi luôn. Và một chiếc Sirius FE bán giá mà gọi như là phá giá luôn. Phá giá thị trường luôn. Sirius FE bán 9 triệu rưỡi đồng. Anh chị em quan tâm nhanh tay lên bánh mâm thắng đĩa luôn. Em nói có 102 luôn, máy móc đi nguyên bán luôn nha mọi người, chưa đúng con đắp nào luôn. Đây này, lóc máy đi này, xe là có trầy nhẹ nha. Xe đi nhiều bao nhiêu năm được có trầy nha mọi người. Có trầy lúng trốn đôi chỗ này, em quay kỹ luôn, rõ ràng luôn này. Dàn chân còn đẹp và sạch này. Đặc biệt là máy còn zin chưa làm luôn. Con này chìa khóa em sợ mất em cắt chìa khóa rồi. Con này là biển số 36B3546 38. Con này em bán giá 9.500.000 đồng. Tiếp tục về một siêu phẩm là một chiếc AB đời 2014, biển 93C101899. Chỗ đuôi đẹp mọi người. Đẹp quá đẹp luôn. Con này vô inox nguyên con. Con này em sẽ bán với cái giá là 23.500.000 đồng nha mọi người. Màu trắng bạc rất là đẹp luôn. Còn đúng hai gương luôn. Đẹp xuất trần luôn. Bây giờ mà ai mà quay cho em là em ngồi em test từng con xe cho mọi người cùng xem luôn. Một chiếc Sirius tiếng này, tiếng hoàn toàn tiếng luôn. Em bán với giá 9.500.000 đồng cho một Sirius tiếng này, bánh mâm sơn lại. Giá não sơn lại, sơn tiếng hết. Cái này dành cho mấy bạn thanh niên, tin cực kỳ là hot luôn này. Màu rất là đẹp, lên kiểu Thái mọi người. Cuộc này 37B1 23774. Giá bán 9.500.000 đồng cho một chiếc Sirius. Siêu là tiếng. Sơn nguyên con này, tem Thái rất là đắt tiền luôn nha mọi người. Bây giờ phuộc lên này. Con này em bán. Con nào anh? Dạ không được đâu, đúng 14 em mới bán được. Con gì? Không được. Em đang 14 năm, anh ở xa, em bớt anh 14 triệu là quá đấy. Tại vì xe quá đẹp. 14 năm, anh ở xa. Anh cứ, em bao thay cho anh. Em thay cái khác cho anh. Dạ không được, 13 năm không thể nào bán cái xe đó được anh. Và bây giờ em mới về một chiếc SHI nha mọi người. SHI, cái này là mua nguyên, khách vừa đối xe nguyên thế này. Em để bán cái xe này luôn. Nhưng mà không có dàn áo, nó y chang vậy luôn nha mọi người. Chắc là khách này bị té là gì đó là mất rồi. Cái này 150 anh. 150 SHI đăng ký 215 à 205 à? 205 nhưng mà chưa phun xăng nha mọi người. Giá bán là 22 triệu đồng này. Em nói chỉ có xe máy Thanh Đoàn thôi. SHI mà giờ bán có 22 năm. Không biết là có bị người ta chửi không nữa. Anh ơi anh lặt cái khóa lên cho em cái.
mọi người về mua tầm giá nào tầm khoảng 2,5 triệu là ngon lành thành đào. Một chiếc SHI bán chỉ có 22.500.000 đồng nha mọi người. Đây, nó chỉ có vậy thôi nhá, có sam quay vậy, em không có dàn áo đâu. Khách bán xe vậy, đặc biệt là xe biển số 83 này, E126214, xe chính chủ ký giấy nhá, sang tên nhanh còn lẹ. Một chiếc AB210 rẻ như cho luôn này, 16,5 triệu này, rất chi là rẻ luôn. AB210 máy rin mà bán có 16 năm thôi nhá. Đó, không phải suy nghĩ luôn, em nói thật đấy, máy em như xe điện luôn. Con này biển số 77Y35143. Rồi tiếp tục review ba em này. Con này giá bán 11,5 triệu này, biển số 61 này. Đấy, D1 10823. Một cặp ẹt song sinh 67K1 61760. Xe đang dán keo nguyên con, chưa lột nha mọi người. Xe đang khuyến dán keo nguyên con và chạy đúng 8.000 km, bao tua đồng hồ luôn. Quá xuất sắc luôn, bao tua đồng hồ trên một vạch trần luôn. Con này em sẽ bán với giá là 31.500.000 đồng cho một ẹt khai cuối 2018, chạy đúng 6.000 km. Và con này là em vừa về xong, con này đẹp lắm, đời 2015 nhưng mà xe cực kỳ đẹp luôn. Em quay phía trước cho mọi người xem đó, biển số 71 này, xe là sơn lại thập mâm rất chi là đẹp luôn. Em bán với giá 25.500.000 đồng cho con ẹt này. Không mua thì phí, em nói thật mọi người đấy, em bán xe thế này mà còn ai chê đắt thì em không biết kiếm xe gì luôn, em nói thật sự luôn đó. Rất nhiều xe luôn. Mọi người ơi, mọi người bây giờ đang mùa dịch, nếu mọi người không tới cửa hàng xe máy công đoàn mua được, cứ chuyến khoán em chuyến xe về phần nhà cho mọi người luôn, khỏi phải đi. Thật đấy, đặc biệt là ở vùng quê giờ lên Sài Gòn nó cũng nguy hiểm lắm. Mọi người chỉ cần bắn tài khoản tiền cho em một phát, 1, 2, 3 ngày sau là sẽ nhận được xe luôn. Xe như thế nào em tá y như vậy, máy làm rồi hay chưa em báo. Em yên tâm luôn, nếu như tất cả những lời em nói mà không chính xác, mọi người cứ trả xe hoàn tiền 100% cho mọi người. Đấy là những toàn những bộ những cái xe chiều nay về hôm nay. Thì nếu như mọi người quan tâm dòng xe nào thì nhanh tay ghé lựa nhá. Hiện tại còn 2 top vẫn đang mua xe, hy vọng là chốt được 2 xe nữa. Còn đây những con ẹt siêu phẩm còn nằm trong này, rất nhiều xe luôn mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho em nhá. Con này là em đã gửi về Đắk Lắk thân yêu này. Hôm nay thì chị gái đã nhận tiền rồi. Chị gái ơi, nếu chị xem được clip thì thấy không, em đã lượt keo phía trước ấy chị. Bây giờ xe bóng lộn luôn này, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em xin phép xuống like, tại vì đang có khách đang chờ của em Miền 18 Còng tư vấn. Thì xin dừng cái clip này ở đây. Xin chúc tất cả anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác một lần nữa một buổi tối thật nhiều bình an và may mắn. Đặc biệt là chúng ta hãy cùng nhau cố gắng làm sao mà phòng chống tránh được cái mùa dịch, qua mùa dịch năm nay nha mọi người. Và mọi người quan tâm thì nhớ like và chia sẻ và bấm đăng ký kênh của em với nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nhá. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều luôn.